Biểu tại thủ đô Tokyo, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hiệp định hòa bình với Nga một cách vững chắc. Thủ tướng Abe khẳng định sẽ đẩy mạnh các công việc chung nhằm tìm kiếm giải pháp có thể được cả hai bên chấp thuận trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với quần đảo ngoài khơi Hokkaido mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Theo ông AB, các cuộc thảo luận song phương về những dự án hợp tác kinh tế trên quần đảo tranh chấp đã đạt nhiều tiến triển, đồng thời bày tỏ hy vọng các dự án này sẽ được triển khai mà không làm suy yếu quan điểm luật pháp của Nhật Bản và Nga về vấn đề lãnh thổ.